Nhưng tôi khẳng định, thời điểm khẳng định là nó không phải là một đề thi và cũng không dùng như mà trên mạng đã được đối với môn ngữ văn. Đây là lời khẳng định của ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều 28 tháng 6. Liên quan đến việc lộ, lọt đề thi môn ngữ văn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an cho biết, cơ quan đã vào cuộc xác minh thông tin và đã làm việc với đối tượng tạo dựng clip lộ đề thi. Thứ hai là Bộ Công an đã làm việc và đối tượng sự đặt lên cái clip này đã thừa nhận đó là tin tạo dựng thông tin sai sự thật và đã cam kết từ việc bỏ biết và có điều tra có bốn cái trường hợp này nữa không thì tôi nghĩ là đã có thể khẳng định là sẽ không hành động. Tuy nhiên để làm công tác phòng ngừa thì đây là mới một số cái trong cả cái quy định này thôi, chúng tôi vẫn phải chờ đến kết quả chấm thi công bố kết quả thi và nếu có trong quá trình thời gian còn lại nếu có phát hiện vấn đề gì liên quan này thì chúng tôi sẽ phối hợp với để trả lời các câu hỏi của phóng viên, cơ quan báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định không có việc lộ trùng đề thi. Để bản ta khẳng định là đề thi môn văn là không có lộ trùng bởi vì một số lý do chúng ta phải khẳng định là việc lộ lọt đối với môn văn thì là phải là cả về hoàn chỉnh và cùng về lần họ mà chúng ta hoàn toàn có thể là những thông tin đã có thì là không khẳng định điều này. Cũng theo ông Hà, với đề thi môn tiếng Anh, các ngữ liệu cần sử dụng từ nguồn tin cậy từ sách vở, các tờ báo uy tín nước ngoài, do đó việc trùng hợp là điều bình thường. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo như chấm thi, công bố điểm. Còn tiếp tục liên quan đến chấm thi, qua quá trình chấm thi, phúc khảo bài thi, đối sách, nếu phát hiện gì liên quan đến chấm thi và liên quan ngược lại cái đề thi thì chúng tôi tiếp tục phối hợp. Một là theo chức năng của Bộ, hai là theo chức năng của cơ quan an ninh, nhiệm vụ để chúng ta làm rõ, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và khách quan. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vũng Tàu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu Thanh, 38 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Thanh là người lái ô tô tông hàng loạt xe máy làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Như báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, bị can Trần Thị Thu Thanh lái ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi ra bãi trước thành phố Vũng Tàu. Trong lúc lái ô tô, bị can Thanh để xe tông vào nữ công nhân thu gom rác. Tiếp đó, bị can Thanh lái xe chạy về phía trước, tông hàng loạt xe máy khác đang lưu thông cùng chiều phía trước, khiến nhiều người bị thương nặng. Bị can Thanh không dừng xe mà tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe máy tại ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Lê Quý Đôn và Lê Lai, Bà Triệu do một phụ nữ ngụ thành phố Vũng Tàu cầm lái, chở mẹ ruột phía sau, dừng đèn đỏ chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ô tô do bị can Thanh lái tiếp tục lao về phía trước, tông thẳng vào trụ đèn chiếu sáng và một ô tô khác đang đậu trên vỉa hè. Ngoài hai nạn nhân tử vong, vụ tai nạn khiến nhiều người khác bị thương nặng, hàng loạt xe máy và ô tô hư hỏng. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với bị can Thanh. Kết quả, nồng độ cồn của bị can Thanh là 0,503mg trên lít khí thở. Uống éo, múa may quay cuồng trong trạng thái thừa da thiếu vải. Những hình ảnh này được cắt ra từ những video được đăng tải trên mạng xã hội có thể sẽ khiến nhiều người xem qua phải đỏ mặt. Thế nhưng, đây là những hoạt động diễn ra công khai tại bar Bistro Full Beach của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JP Quay tức Bistro Full tại bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với bar Bistro Full Beach của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JP Quay, tức Bistro Full, do ông Phạm Tuấn Đạt làm giám đốc về hành vi dùng phương thức phục vụ có tính khiêu dâm tại biển Bãi Cháy.
Nếu chủ quán bar không thực hiện quyết định xử phạt này, sẽ bị chính quyền thực hiện cưỡng chế theo quy định. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, những ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện đoạn clip với nội dung nam thanh niên cởi trần nhảy múa dưới vòi tắm tại một quán bar ở bãi biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Trong đoạn clip cho thấy, nam thanh niên đang nhảy múa dưới vòi tắm thì có nhiều người phụ nữ tới chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể. Không những vậy, những người phụ nữ còn quay mặt về phía điện thoại để chụp ảnh về hành động kỳ quặc này. Sau khi đoạn clip lan truyền đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, hầu như đều cho rằng như vậy là phản cảm, không đúng với thuần phong mỹ tục. Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã vào cuộc và xác định đoạn clip được ghi lại vào tối 25 tháng 6 tại địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JBY. Đoạn clip đã cho thấy những hình ảnh nhạy cảm và không đúng chuẩn mực đạo đức, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Đến ngày 26 tháng 6, đoàn liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã làm việc với chủ quán bar này. Được biết, thời gian gần đây, các quán bar bờ biển Bãi Cháy tại thành phố Hạ Long liên tục đưa vào chương trình biểu diễn tiết mục các cô gái tắm dưới vòi hoa sen, gần đây là nam thanh niên, để phục vụ du khách. Trước đó, ngày 17 tháng 5, tại Bar Bistro Forbes, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện cơ sở này kinh doanh bóng cười cho khách và thu giữ 3 bình bóng khí N2O. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để ghi nhận tình trạng rải đinh trên quốc lộ. Trong khoảng 15 phút, người dân dùng nam châm hút đinh và nhặt tay được gần 100 mảnh đinh hình thoi. Phần lớn các mảnh đinh này còn khá mới và nằm trên làn xe máy quốc lộ 1 và ở dốc cầu vượt An Sương. Theo người dân, họ thường xuyên chứng kiến cảnh người chạy xe máy cắn đinh, bể bánh phải dẫn bộ. Khi phát hiện có đinh thì người dân đi nhặt, thu gom đem đi xử lý. Tuy nhiên, không lâu sau, đinh lại tiếp tục xuất hiện trên đường. Từ ở cầu vượt Văn Trung về tới đây thì nát luôn cái ruộng. Vô thai thì mới thấy ra là cái miếng nó y như mà con ếch rô ạ. À, nát luôn cái ruột, thai hết 80 ngàn. Thì thấy nó nguy hiểm mà mình chạy đơn, mình khổ, mình đâu có tiền đâu, mình thai chạy cuốc xe lỗ, vừa lỗ xăng mà vừa lỗ tiền thai ruột nữa. Trưa cùng ngày, công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh cũng cho xe chạy dọc tuyến quốc lộ 1 để kiểm tra đường xá, hút bụi, quét đường, dọn vệ sinh, đoạn qua phường Trung Mỹ Tây, quận 12, để người dân đi lại thuận tiện. Trước đó, ngày 19 tháng 6, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1 cũng đã diễn ra. Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Thanh Niên, đại diện công an phường Trung Mỹ Tây cho biết đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định.